Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái chương trình video là mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường tiền số cũng như là những cái phân tích trung hạn của Bitcoin trong 24 giờ qua. Hiện tại thì các bạn thấy Bitcoin nó vẫn ở trong một cái vùng đi ngang từ 50.600 cho đến 52.500. Hiện tại cái mức mà hôm nay có đạt được đó là cái mức gần 52.000 đã có những cái sự suy giảm nhất định. Thì vẫn trong một cái vùng đi ngang như vậy thực sự là sẽ một cái vùng rất khó để anh em đánh ăn được sóng dài của Bitcoin Và ở đây là chúng ta sẽ ăn sóng dài của Ancoin Bởi vì chúng ta nhìn thấy được cái tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin nó đã giảm rất là mạnh Trước mình cũng chia sẻ anh em về cái đường chân lai like cản trên này rồi Và đây chính là một cái nhịp nó điều chỉnh này rất tốt dành cho Ancoin Thế thì dự kiến cái an season này sẽ diễn tới tới cái điểm nào sẽ kết thúc thì với những cái yếu tố con số kỹ thuật đây chúng ta thấy hoàn toàn cái đường giá nó có thể quay về nó test lại cái đường trung bình giá 200 ở cái khung ngày nhá. Thì đó nó có thể làm sẽ lay hoay nó gần kết thúc một cái đợt tăng giá của an nhất định. Còn trường hợp mà đẹp hơn nữa thì mình đang kỳ vọng tới Bởi vì là cái tháng 3 sắp tới đây cũng là tháng sát chuẩn bị ha vinh rồi Thì mình nghĩ là khả năng cái tỷ trọng vốn hóa này nó sẽ phải giảm về Cái đường chen lai nối những cái đáy trước đó Và nối hai cái đỉnh liền kề trước đó đã phá vỡ ở đây Thì đây là cái vùng mục tiêu mà mình đang kỳ vọng cho cái mùa tăng giá an coi hiện tại Thế với những cái yếu tố như thế thì mình tin rằng an coi hiện tại nó đang tăng ấy mới chỉ là cái thời điểm khởi đầu thôi chứ chưa phải là một cái thời điểm mà anh em nghĩ rằng nó đã kết thúc rồi thế còn rất nhiều cơ hội để anh em mà đánh an coi như mình chia sẻ anh em về các kèo như xai rồi thì rất ngon anh em nhé hơn x hai rồi hay là pixel hôm qua anh chia sẻ anh em về cái điểm mua vào đây thì mình chia sẻ lại tại sao mà mình đang cho anh em vào pixel nhá thứ nhất là mình đưa ra một cái một cái giả thuyết là mọi người đang không thấy cái gì đổi mới của ngay Pixel tại gần đây Nó cũng không có cập nhật cái gì mới Mà thậm chí cái server của nó nó bị lỗi cơ Sau đó nó, nó cập nhật trở lại thì hoàn thành xong rồi còn những cái tính năng mới Ví dụ như đúc pet này hay là những mở server Rồi cập nhật hệ thống nó nhanh hơn mượt hơn thì mình cũng chưa thấy Thế thì mọi người cứ nghĩ rằng như thế thì giá nó còn điều chỉnh Và kỳ vọng về 0.4 hay 0.3 Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy cái market cap Khi mà cái thời điểm mình chia sẻ anh em Thì nó đâu đó quanh quanh tròn giá là 400 triệu đô cái lộ trình mà unlock thì cũng rất là xa thôi Thì ngắn hạn trong 1 2 tháng tới. Thì chúng ta thấy là việc nó bơm lên 500 600 triệu là cái điều mà uh, nếu mà ai họ không để ý đúng không thì họ lại cứ chú trọng quá về cái mức giá. Thì đó là mà mình đặt ra cái giả thuyết thứ hai là nó hỗ trợ mình sẽ hỗ trợ về cái um, kỹ thuật đúng không? Có cái đường xu hướng cản đây, nó vòng lên và nó phá vỡ ra thì đấy là một cái điều khá là tốt dành cho cái đường giá nó có thể tăng trưởng được tiếp nhá hãy chia sẻ anh em thêm còn ra thì an nó có nhiều đồng hôm nay tăng giá cái trend gaming ấy. anh em có thể xem đây à, trên gaming rất là nhiều đồng đây dr này nó còn tăng mạnh hơn đúng không alice này igg đây chia sẻ anh em không biết anh em ôm chưa cái con gui game mà hồi xưa là Xfinity lên giá đấy à, thì tiếp tục lên rồi hay là ace cũng là cái Um, con game mà lần trước Binance họ cũng hỗ trợ nên biết hay Gala cũng về mảng game Thế hôm nay chúng ta thấy cái mảng game nó đang được uh, bơm thổi rất nhiều thì anh em tận dụng anh em lướt ở trong cái chen uh, game này nhá uh, và một phần vừa sau mình chia sẻ anh em thêm bổ sung nhá đó là cái con pixel mình vào mình múc lưỡi thêm ngoài cái việc là các cái thông tin kia nhá thì nó là một cái yếu tố có cái lăm pool của binance sắp tới có cái, cái dự án portal nó sắp limit sàn này cái ngày 28 sắp tới kìa thì đấy cũng là một dự án về game nó đang phát triển cái cổng game để mà kết nối giữa web 3 với các cái nhà phát triển game bên ngoài cũng như là các cái người dùng bên ngoài họ có thể chơi các game web 3 dễ dàng và đơn giản hơn không phải sử dụng quá nhiều ví mà chỉ cần thông qua một cái cổng duy nhất đó là portal thì đó là một cái uh, fomo trước thì chúng ta thấy rõ ràng hôm nay nó đẩy không chỉ về pixel mà nó đẩy cả một cái hệ game lên hết đúng không? thì anh em có thể phân bổ rồi anh em Xem xét anh em vào nhé Thì um, sau đây mình sẽ cập nhật Những cái thông tin mới nhất về thị trường à, Thông tin mà hot nhất thì vẫn là Về anh CG rồi Anh CG uh, đang có thông tin là Anh ấy sẽ phải giao nộp toàn bộ hộ chiếu Trước khi tuyên án vào tháng 4 Đấy. Thì đây là thông tin mà Hơi xấu nhưng hôm qua mình không hiểu Anh CG anh lại lên Anh fo anh follow một cái uh, Dự án Boy đây Khiến cho dự án này bay hơn x 10 lần Đó anh em thấy giá tăng rất khủng khiếp à, anh em có thể tham khảo nhé nói chung con này thì nó làm về meme rồi và những hình ảnh đây mình nghĩ là chắc sẽ dùng AI nó là thì anh em có thể vào được thời điểm trước và đây thì dành cho những người họ chuyên đánh hệ meme anh em mà không chuyên đánh cái này thì chỉ mang tính chất tham khảo thông tin nhá hôm qua thì bên uh, MicroStrategy thì họ cũng bị uh, hack mất cái tài khoản Twitter dẫn tới là đăng cái bài lừa đảo uh, claim cái cái token của MicroStrategy đấy thì uh, khiến cho 400.000 40, đô la từ những người dùng họ bị đánh cắp mất đấy thì bên uh, Jack XBT anh có thống kê lại uh, các cái on chain đây để mà uh, những hacker đó họ có thể tránh cái việc tẩu tán cái số lượng tiền hack đó đi uh. Hệ Blast thì cũng bị một cái dự án Rick on Blast anh em nào tham gia làm airdrop với tiếp cái hệ này anh biết nó, nó gọi vốn private đấy. cũng bị cũ mất đi 420 ETH. Nhưng mà dự án Juice, dự án này được nhiều backer lớn họ ủng hộ này thì họ cũng cố gắng để tìm liên hệ với các cái nhà đầu tư thiên thần và sàn MXC để mà ngăn chặn cái việc hacker này họ rút 200.000 đô lên MXC thì không biết là MXC họ um, có hỗ trợ để tìm ra danh tính của hacker hay không và mình nghĩ là ông hacker nếu mà ông chuyển như thế thì chắc là ông cũng phải dùng những cái tài khoản gọi tài khoản mua hoặc tài khoản gì đó chứ trả dạy gì ông ấy đi dùng cái tài khoản mà cây KYC của chính ông ấy đó, phải đi nạp lên sàn xét đó. À, thế đây là một cái mà sàn MXC họ sẽ biết thêm về cái danh tính cũng như là cái IP của cái dự án đấy à, của cái tài khoản đó đúng không? Khi mà hacker này họ nạp tiền lên sàn này, thì hy vọng cái vụ việc này sẽ um, khiến cho hacker đó họ không rút được tiền đúng không? Đấy, ngăn chặn cái điều đó và bồi thường lại đúng không? Cho những khoản tiền này cho các cái nhà đầu tư họ mua uh, private trước đó ở trên cái nền tảng của họ. Hôm nay thì bên uh, Buffer Finance dự án này thì uh, đã được rất nhiều người họ lock vào rồi để mà kiếm điểm trong đó có rất tin săn này khiến cái lượng tổng token value lock eth ở trên cái nền tảng lên tới hơn một tỷ đô rồi hôm nay họ ra cái chapter 3 chapter 3 thì các bạn sẽ cần cung cấp thanh khoản đúng không? lấy cái buffer eth lần trước các bạn stack ở trên nền tảng này các bạn đem lên curve crv đấy thì dự án này anh em lan tan là CRV hồi xưa nó bị hack đúng không? Thì dẫn tới anh em hơi uh, dén trong việc là đem lên nhưng mà thực ra là CRV họ hack thế sau đó là uh, đã fix hết lại lỗi rồi và sàn binance họ vẫn để nếu biết này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm anh em lóc ở trên nền tảng của họ nhé. thì đây mình có lóc uh, 0.26 ETH này, được uh, 3.7 nghìn điểm rất là nhỏ so với những người mà họ có ETH nhiều thì ra là cái này anh em tham gia để mang tính chất anh em như mình đây mình mang tính chất cho biết thôi chứ à, chủ yếu như mình stack ETH là mình stack ở Layer ấy. À, còn cái này tham gia thêm tại vì cũng có BaniLab họ hỗ trợ cho cái cái nền tảng này thì hoặc là anh em chia thêm tài khoản ở đây mình chia thêm tài khoản để, để mà về sau có thể là vấn đề họ EROP ấy không chỉ về cái lượng ETH anh em vào đâu mà có thể mỗi tài khoản nó sẽ được ưu đãi thêm cái gì đấy nên mình chia ra tài khoản khác nhau để mình vào thử xem à, sắp tới mà có EROP mình sẽ sâu ra cho anh em thấy là được EROP bao nhiêu với cái số tiền đầu tư đây hình như khoảng tầm 600 cho đến 800 đô thì hoàn trả lại được bao nhiêu có được x2 không không nhá thì lúc đấy mà lên sàn thì mình sẽ chia sẻ anh em sau đây những thông tin bạn nào mà muộn rồi anh em chưa vào thì à, tốt nhất là không nên tham gia nhé anh em chờ cái trend mới và mình sẽ cố gắng lên các cái video này hàng ngày để mà cập nhật cho anh em mới nhất các bạn tham gia. Chứ đợt vừa qua mình thấy nhiều bạn lỡ kèo quá bên sông bắt đầu vào muộn dẫn tới là các bạn không tham gia đầy đủ ấy nó được ít điểm nên ra nó cũng không được ăn thua cho lắm. Tiếp theo về cái trend Bitcoin Layer 2 cũng là một cái trend có thể tiềm năng à, trong thời gian tới bơm thổi mạnh giống như BRC20 nhé. Thì cái trend này nó đang ra hàng loạt các cái dự án um, phát triển về EVM để mà tạo ra cái trend Bitcoin Layer 2 thì cái trend này thì mình cũng chia sẻ anh em một cái dự án để anh em mua hôm nay nó cũng tăng giá đấy. À, SAVM tăng giá khá mạnh từ cái thời điểm chia sẻ anh em 3 đến 4 đô dưới này hôm nay nó tăng lên gần x2 lên tới tận 6 đô điều chỉnh về rồi. Đấy. Hay là OneCard thì cái dự án này mình mới cập nhật thôi Cũng là định hướng phát triển về Bitcoin Layer 2 STX, cái dự án này đã được niêm yết sàn Binance Mã lại cái cái tên dự án là Stack ấy. Thì dự án này các bạn lên Twitter xem họ cũng định hướng phát triển về Layer 2 full với cả Bitcoin luôn à, Và hai nền tảng mà họ hỗ trợ gọi vốn cho những cái dự án Bitcoin Layer 2 Đó là Bakery Swap cũng được niêm yết trên Binance rồi Hay là Ocean À, trước đó cũng có những cái lampad à, hỗ trợ cho những dự án bitcoin layer like 2 thì đều có à, những cái thông tin liên quan tới đó anh em có thể à, theo dõi trên twitter để anh em cập nhật thêm nhé thì sắp tới có những cái dự án là mới lên sàn còn dự án cũ này thì, thì tùy anh em lựa chọn thôi giá nó cũng lên trước so với cái giá mình chia sẻ rồi thế thì dự án mới về sau mà à, giá hấp dẫn thì mình sẽ chia sẻ anh em trong các số video tiếp theo nhé và đặc biệt trong những buổi like hàng tuần mình chia sẻ ở trên Youtube lúc 8 giờ cho đến tầm 10 giờ tối Và tiếp theo là hướng dẫn Làm testnet của dự án Morph Thì dự án này đã được Bitget và gasi họ hậu thuẫn rồi Các bạn có thể xem cái hướng dẫn ở Trên Twitter nha mình có đăng cái video hướng dẫn đó ở trên cái trang kênh truyết đình rồi anh em có thể vào đây làm thì cái này nó vẫn chưa có những cái tính năng swap quá biết thì anh em có thể thêm cái thông số rồi anh em làm các nhiệm vụ ở trên kc để được ghi nhận về sau có những cái sự kiện gì thì mình thêm cái tài khoản twitter của dự án này vào trong cái bot của mình rồi thì anh em có thể vào anh em làm theo cái hướng dẫn và chờ những cái cập nhật mới nhất từ mình nhé À, tiếp theo là bên uh, Gomble đây thì dự án này về cũng là một game đấy được Binance họ hỗ trợ đầu tư luôn. thì hôm nay họ có cái uh, phần phát hành đây anh em mà đã từng làm trước đó thì vào claim xem được bao nhiêu cái mờ mờ đấy cái mờ mờ đấy chắc là về sau sẽ đổi như kiểu điểm ấy đổi ra cái token nhá thì uh, chúc anh em được nhiều điểm. Có bạn nào chưa làm thì tranh thủ làm nhưng mà bây giờ anh em làm thì nó lại được ít quá. nhá là tham gia ngay từ đầu bây giờ nó cũng đến cái chiến dịch nhà. À, mùa 2 rồi đến cái nhiệm vụ thứ 8 Nó cũng khá là xa Thì các bạn đừng quên à, à, Theo dõi kênh Youtube này Cũng như là theo dõi cái uh, kênh Twitter này Sắp tới mình sẽ đăng công khai Nhiều khi anh em lên Telegram, Telegram Sẽ không theo dõi được uh, Đầy đủ hay là bạn không tiện ấy Thì bạn tiện thì Theo dõi public thì anh em theo dõi trên mạng xã hội là Giống kiểu anh em lướt Facebook thì Anh em lên Twitter nha Anh em theo dõi cái kênh này để mà uh, Cùng cập nhật những thông tin cũng như là Uh, hỏi đáp gì thì mình sẽ hỗ trợ anh em trả lời trên kênh này nha Rồi thì trên đây là video mình muốn tổng hợp uh, phân tích cho anh em về những cái tín hiệu của bitcoin cũng như là cái trend của thị trường trong cái ngày giao dịch hôm nay. Hẹn gặp lại anh em trong cái số video ngày mai nhé.